Vũ mến chào các bạn. Ở đây thì hôm nay thì mình lên Trầm Dừa Sa Nghe, mình gặp được con MF185 đang phun thuốc ở dừa cao su nè các bạn. Đó, nó bị ngạt hết hai bét rồi. Đó, các bạn thấy đã không? MF185 nha, quấy trước 5 tạ. Cao su này ít lá nha các bạn. Cao su này ít lá quá. Đứng bên kia. Cái này chú xịt dưỡng lá nha các bạn, dưỡng lá và xịt là bệnh luôn, xịt là người bệnh cho cây luôn. Cái nặng lắm nha các bạn, cái quải cái đó không là nặng lắm, nó khoảng trên 1 tấn á, nên nó nhẹ đầu, nó dở đầu nên nó phải bỏ thêm 5 tạ. Ngạt à, hai ba bét. Đây cho các bạn xem nè, đây là dưới cái đầu nén dưới nè, đầu nén sơn nó cùng màu luôn ha, nó sơn rồi, tới đầu là cửa, dạ, đó giờ chỉnh lại đàn nghe. Cao lắm nha các bạn, rất là cao luôn. Cái này là cái bình này chứa được 700, bình này chứa được 700 lít. Đó, bình này thùng này thì chế làm bằng inox luôn. Đó, dưới nó truyền ra, nó đầu nó đưa vô cái nhông này ha, nó hộp số nó đậu lên cạc đăng đưa lên, trên đó nó có cánh quạt xong rồi cái đầu nó thổi lên, khi mà máy nén phun lên các bạn, cái cánh quạt gió nó thổi đẩy lên, đẩy hơi lên. Anh chế mua đồ về chế cái này không là nó cũng hết 40 triệu nha các bạn, hết 40 triệu. Ngạt để cho nó chạy, cho nó phun cho nó đều. Nó nặng lắm nên đó là phải treo dây xích thụ nè. Dây xích thụ. Có gắn vỏ gai móc nữa các bạn. Đi nó nặng quá nên là anh gắn lại cặp vỏ riêng, gắn vỏ gai lì vô lại để cho chạy cho đỡ sốc á. Chiếc này thì anh chủ mua 2 năm rồi. Anh mua có 110 mấy triệu thôi các bạn. Nó quay lên nè. Đó, nước lên. 2 4 6 hả? 6 cái. Đó. Mạnh lên, gió thổi mạnh lên là phun ra. Đó, lại nó chết thổi không? Chết thổi dữ dằn á. Điều là cái cao su non nè, nó lá nó không có nhiều á, nó thổi lên nhìn thấy nó không có đã. Chứ mà lá nhiều quá thổi lên nhìn thấy nó mịt mù chưa đã lắm. Đó, chạy lên.
chạy bên đó mà mù sương bay tới đây luôn. Nó văng lên vậy đó các bạn, xong rồi nó rớt ngược xuống, rớt ngược xuống. Lên trên gió mình đứng quá được. Còn kiểu này nó không tới quá. Toàn thấy vậy chứ mình đứng xa vậy mà nước thuốc nó còn bay qua tới luôn, nhiễu xuống dữ lắm, mạnh lắm. Là mùa này là mở miệng nha các bạn. Đó. Cái đất này tốt mà. Cái cây chú để cây lớn thấy sợ luôn. Bạn thấy không? Gan của mình nè. Gan của mình là nó không suy nhê gì hết nè. Cái cây này cỡ ra 6 tấc hoành. Chờ để anh quay sơ hai bên máy cho các bạn xem nha. 185.
bơm chạy lực cái lái sạc. Anh nói anh mua nhiêu qua này, 110 mấy hả? Dạ. Xe này anh mua 2 năm trước là 110 mấy nha các bạn. Giờ là xe mắc rồi. Anh trước 5 cục tạ, 7-4 cục cục để trên. Hay à, còn là củ đề tin của nó luôn. Xe này máy còn đẹp các bạn ơi. Mui này là mui mui này mui zin của nó nè, khung zin của nó nè. Khung zin y chang xe của chú Hoa bữa bán các bạn. Khung zin y vậy luôn. Chiều già này thì lỗ nó bị lủng lỗ hay nhiều bị xét. Đây vỏ gai lì, vỏ zin của nó. Mâm thì mâm trước mâm sau sơn rồi. Rồi, thôi mình cũng kết thúc video luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Rồi, bye bye các bạn nha.